chồng giao pháp y nguyên chỉ rõ lúc này đây lớn nhỏ phải nghe kinh thơ giao lý thi về xem quyền hiển đạo người nghe cho. Kính thưa cô ba, sẵn đây con cũng xin cô ba tác ý điển của ngày cử đa, tức ngày cử đa. Vì trong những tháng gần đây cậu hai thanh sĩ cũng được dạ. Là tại hôm nay cậu hai thanh sĩ tự nhiên là cậu nói bà bà núi cấm để cậu tắt một bài. Dạ. Khi chào chúc. À quan vốn thiệt cơ màu sĩ thanh tạm mượn bộ đầu ngọc quan cho quý đạo gần xa được gõ lạc đường về giao thọ ở phải nương tâm thần là chỗ học đường người tu phải biết phi thường nơi đâu trên tam cửa hằng sâu đức hạnh bỏ lòng sân chánh cảnh thì nên đạo tiền chỉ một chữ bền đạo người phải biết đứng lên lần này sĩ thanh cùng theo thầy ngày trước lĩnh thầy truyền mới được bôn phi từ qua nhật bôn bỏ lại đồng đạo những gì thân thương sĩ thanh cũng thường thường hộ giá để lúc này cành lá có nhau thích nghỉ cho hiệp phong trào tặng dưỡng dần qua chớ ngại bó lớn hồi trước đây cũng ước mơ nhiều lắm những đạo đồng với tấm lòng son lòng mòn hội thị dân còn thiền lòng bắt bộ non hòn đau khê ai cũng nghĩ cậu về trong nước năm 73 đã được về tiên sống trong đạo pháp mê thọ truyền 75 đáo lại trần miền thiên sơn năm lẻ tam ai hơn ai gõ lệnh của thầy lúc đó phải đi có thì ở tại Hoa Kỳ có thì Nhật Bản lúc thì Đà Nẵng lúc ở Úc cũng là nữ quý mượn ao sự thị ở phiên đời bởi chồng thức giáo tình thời đạo Phật là vốn tuyệt vời mau ni nhưng cũng có người thầy làm sai đạo sĩ đồi còn hơi ước mơ còn tiền mẹ đã đợi chờ vì tâm pháp
mới ở dần đúng giờ chiến thay. Nên mượn pháp cậu hai thanh sĩ tắt điện quang cô lý ra bài. Hôm trường học kế buổi nay hai ba lúc đó trời chiều mát tâm trước linh vị của Quan Âm tổ mẫu của Đức Thầy cùng dư các vị đạo còn cai chỗ chỉ ly, mỗi người có một đề thi khác nào thì phải nhớ chớ đau chớ tuổi khổ phải hành là bụi xả căn lúc còn tiện nhớ lời rằng cậu hai nhắc nhở trao bằng từng câu. Trên trời đất nhiệm màu chuyển qua mở bộ đầu được đã thông minh trước thì ngộ thức tâm linh sao thì phải biết như in lời truyền trong giáo pháp y nguyên chỉ rõ lúc này đây lớn nhỏ phải nghe kinh thơ giáo lý thi về xem quyền hiển đạo người nghe cho tường. Tiên thờ đông kinh đã lường biết trước lần ngữ là lời được giáo khoa biết sĩ tâm Phật như là đấy còn lời mẫu chỉ ra tự rồi trong tiếng nói hoa sen đậm nét lời kinh thơ xem xét đúng sai thôi thì tặng lại một bài ai ngự mến cậu sẽ gài xét tri trên đường đạo ngự thì đông lắm các căn về nuôi câm rất nhiều nhưng mà am hiểu bao nhiêu tôi thì cố gắng giờ chiều tạm ngưng thơ thi đúng lúc phải dừng chúc cho trăm họ tin mừng tới đây trung quân nghĩa mới gặp thầy hiểu chung gặp cậu lần này phát quang lời xưa của Đức Tây An chỉ gành mỗi nẻo là đàn giác tha xem kinh phải trọng mẹ cha hiểu nhân là một tờ hoa cho dài chờ chăm cho hết năm nay 2026 định bài tốt ra tốt không cậu về ai biết người trong ở trên tâm trí đại đồng vô vi tâm không ta chẳng chứa gì thoát mê dứt cực là hội thi thành được thành tài mê nhiều dầu nói hằng sai tỉnh rồi chỉ nói một bài thành công thôi thì chúc hết đạo đồng tạm lời thanh sĩ chúc trong lần ngoài. Dạ cho con xin một bài pháp nói về bây giờ nói ý thầy hiện tại đang ở đâu được không dạ? Thầy đâu phải chỗ sai con đúng
Thầy ở nơi chỗ chúng con thôi, chân linh điển huệ khắp rồi, xét soi vũ trụ thôi, chăm ngồi khối thiên. Đức Phật vốn thiêng liêng phổ hóa, muốn bắt sâu trong lá phải bỏ cành, cho nên nhờ cánh chim xanh, thầy về tá điển ngọn ngành hiểu tâm. Thầy không ở ngoài trong chi cả, ở nơi dùng thành quả điển đầu, nhắc cho quý vị hằng sâu, một lòng tỉnh ngộ một câu tỉnh lòng, thì thầy sẽ được câu thông, vô vi pháp bảo lòng dòng được chi. Mỗi ngày cho một đề thi, Úc, Anh, Mỹ, Ý, Hoa Kỳ có tên, Nhật Hoàng, Kim Giáp làm nên, Thái Miên là chỗ đứng lên lúc này, Lào Tây là chỗ khó xây, An Giang tỉnh nhỏ có thầy tái sanh là một xác lành, trai trung gái hiếu phụng hành sớm phia, xác già đúng lúc phải duyên, để coi trong đạo phá chìa chẳng thông. Phật tiên thần thánh ở lòng, cho dương cầm biết câu thông gặp thầy. Dạ, cảm ơn Phật. Dạ thì kính thưa cô Ba, sẵn đây thì con cũng xin cô chia sẻ những người có phần căn mà khi người ta thấy Đức Phật hay những vị Phật khác hiện tiện, hay người ta nghe được, đó là người ta nghe thật hay là do ma tâm của người ta, cô Ba? Không phải ma tâm, mà cái vị này cô nói tánh xưa đó. Dạ. Thầy nói khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tầm con lành giác lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương. Lúc này là Quỳnh Giáo Chủ về ở Kim Na. Dạ. Đặng chỉ ngõ làm lành lãnh giữ, sách thánh đạo ghi trong tam từ, ngờ mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập những lời danh, nên tập xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, nên ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Nên cái tánh xưa là cái nguyên căn, cái sắc. Bây giờ nhắm mắt lại thấy nào di lạc, rồi thấy nào mẫu, rồi thấy nào các tiên thiên, thấy đủ hết là vì cái thức của cái thức thứ 8, cái thức thứ 6 là tiếp nhận, cái thức thứ 7 là thức tu, thức thứ 8 là thức pháp. Nên cái thức hồi tiền kiếp nhiều kiếp, một là ở trong chùa, hai là đi lễ bái Phật pháp, ba là có tu rồi. Yeah. Nên kiếp này mình trở lại hồi quang quảng kia phản chiếu, tức là mở cái mở đến cái linh xà số 6 thôi, chứ chưa phải mở số 7. Và mở số 7 thì chúng ta có nghe người nói nè, đó là cái giọng thấy được Phật nè, thấy được Như Lai. Chúng ta không kìm, chúng ta sẽ bị lạc thức và lạc đạo. Rồi chúng ta sẽ xưng ta là Như Lai, xưng ta là Phật, xưng ta là Thánh Tiên. Đó là không sai với một cái người nghĩa là cầu vọng của các đấng, nhưng sai với cái hành pháp. Vì yeah. Phật có luật không, đúng không? Yeah. Tiên có ngũ thông, mình không có luật không, không có ngũ thông, thì xin thầy xin Phật không phải, xin đức thầy không phải, nhưng cô có thể xin thầy phải. Vì thầy là hòa đặc, thầy giáo, cô giáo, hay là người làm chủ cả trong một công ty, chúng ta kêu thầy cô. Yeah. Như vậy mẫu, xin mẫu nhiều lắm cũng không sai. Mẫu là trong bốn ức linh căn còn lại, trong khi hai kỳ hội mở mà đã đắc rồi cho trở lại cứu chúng sanh. Bây giờ 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, nay nhắc lại héo dông cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quầy về trên hoài dưới thượng, chớ lìa chớ phân, long qua hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi ăn được khởi tiếng đờn, thất sơn dưới lạng là cần những nghèo. Đó là cô nói về đầu và trí nợ.
người ta không biết bằng một cái tướng giới thì bằng ở Thất Sơn là bảy núi. Nhưng nghĩa là đối với cô bằng thêm cái giới thứ hai, nghĩa là tam thập lục nhân. Tại sao lấy 36 mà không lấy giới 108 mà không lấy cái khác? Nhưng cần biết không, 36 là khi Đức Phật thầy ra đó là có 12 ông đạo, tức là cõi trời thượng thiên, tức là Thích Hoàng Thiên, ông trời đâu khí không? Ông không có người, không có xác, nên bàn cổ sơ khai tự đương tôn âm dương thì khí có hung cối, nghĩa là ở cái khí âm là mẹ, cái khí dương là cha, nên gọi là Thích Hoàng Thiên. Nên Đức Như Lai bất cứ một vị nào mà đã đắc rồi, hay một nhà sư trong một tỉnh giác nào được thành là một trụ trì cũng lọt vị Thích. Giống như ông Thích Chí Tịnh, Thích Chí Quảng, hay là Thích Giờ Giác Phật, hiểu không? Là đều được chữ Thích Thanh Từ, lấy chữ Thích. Thì ông này do cái chỗ tiền trong thiên liên khí của ông, nên ông lấy vào chữ Thích là cao nhất trên các phẩm của trời người Như Lai. Rồi đi xuống cõi trời trung thiên, khi mà họ được cái thân thế gian này cộng lại, có cha có mẹ có khí trời đất mới sinh ra con người. Giống như ở Trung Quốc thì mới sanh ra Chúa Là Người, tức là Phục Hy, Thằng Nông Quỳnh Đế, mới sau mới chuyển tới Mũ Đế là Nghiêu Thính. Thì bên nữ là mẹ Nữ Hoa đội đá giá trời, bà mới xuống nắng hình đất thành ra đất nước Trung Quốc, Trung Hoa. Như vậy thì cái kinh Phật này nó từ cái thời của, nghĩa là Tây Du Ký, từ cái thời Phong Thần và tất tất thành tâm về nói về Phật giáo, được xuất phát từ đất nước Trung Hoa. Thứ hai đó là cái gì gọi là Trung Thiên Khí. Trung Thiên Khí là cõi trời cái ngôi hai mà bây giờ nói Đức Chúa Giêsu hay nói Đức Di Lạc Lâm Phạm đó, là cõi trời nhân hòa, tức là cõi trời đó có người. Nên mẫu Diêu Trì mặc áo đen, mẫu Kim mẫu mặc áo vàng. Như vậy thì cõi trời này kết hợp lại dưới Như là dưới Phật, chứ ông trời mà thương thiên là ổng là dưới bà mẫu, là sanh ra 17 vị Như Lai và 16 vị Bồ Tát. Thì ông trời này thấp hơn Phật, bởi vì Phật là có nghĩa là giúp ngũ lậu. Để cô Rồi vậy mình cảm chức luôn hết cô ba.